Ở chúng ta cùng phân tích đề bài. À, đề bài cho hỗn hợp E gồm có axit palmitic, axit stearic và chi glycerin X. À, cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch naoh dư thì thu được 86,76 gam hỗn hợp gồm có hai muối. À, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần dùng vừa đủ là 7,47 mol oxy thì thu được nước và 5,22 mol CO2. Đề bài yêu cầu xác định khối lượng của X trong m gam E là... À, ở đây khối lượng của X chính là khối lượng của chi glycerin X. Thế vậy chúng ta có thể làm bài tập này như sau này. Chúng ta thấy rằng ở đây khi thủy phân cái hỗn hợp E này thì chỉ thu được có hai muối thôi. Thì chứng tỏ rằng anh chi glycerid này cũng sẽ được tạo bởi các gốc ví dụ như là gốc palmitic hoặc là gốc stearic. Như vậy thì anh chi glycerid này chắc chắn là một anh este no mạch hở đúng không? Ba chức. Thế vậy thầy sẽ dùng cái phương pháp đo đồng đẳng hóa nhé. Thầy sẽ đồng đẳng hóa để làm bài tập này. Đồng đẳng hóa này thì mình sẽ có hỗn hợp đây là hỗn hợp E. Hỗn hợp E thì gồm có này thứ nhất là axit axit thì thầy sẽ dồn hết về HCOH còn anh chị ở X này thì thầy sẽ dồn nó về anh ST là HCO tất cả ba lần C 35 đó và anh này thì thầy sẽ chặt cái nhóm metilen xếp riêng ra đúng chưa nào à, anh này thì thầy sẽ gọi anh này là số mon của nó là bằng uh, amon đúng không đây sẽ là amon này. này là b Và vậy này sẽ là c -mon. từ đó chúng ta sẽ có hệ phương trình như sau à, phương trình thứ nhất thì liên quan đến anh uh, CO2 đi đúng không? Anh CO2 anh này sẽ là mấy nhỉ? À, A cộng với anh này là 6B cộng với C thì bằng số mol bon CO2 là 5,22. 5,22. Tiếp này, phương trình số 2 là phương trình liên quan đến oxy uh, đúng không? Bảo toàn e. Bảo toàn e đây thì nói về anh này thì đây CO mình bỏ qua nhé đây có 2H thì đây trao đổi 2e là 2A cộng với đây là CO, CO thì coi như CO2 bỏ qua này, đây là H này, có 3H thì là 3 3e. 3e cộng 5e là 8, 8 cộng 12, thì đây là 20e, thì là 20 nhân b, cộng với anh này, 4 cộng 2 là 6c, 6c, và f là bằng số mol của UC, 7,47 nhân với 4. Và phương trình cuối cùng mà chúng ta làm đây đó là liên quan đến anh gì ạ? Liên quan đến anh muối, đúng không? Muối của chúng ta ở đây sẽ là uh, HCO A, đúng không? Đây là muối này sẽ tạo ra HCO là HCO là là 68, còn 68 nhân A, còn anh này thì sẽ tạo ra 3 anh HCONA nên do đó ở đây sẽ là 68 68 nhân với 3B và cộng tiếp với cái khối lượng của c 2. c 2 này thì chúng ta hiểu rằng cuối cùng nó giúp vào trong muối mà nó chui trong muối thì đây sẽ là 14 nhân với C thì bằng 86,76 và từ đó mình sẽ ra được ẩn A bằng ẩn B bằng và ẩn C bằng. Đó, nhớ rất nhanh chóng mình sẽ có được ba cái ẩn ABC. Ba phương trình này, 1 này, 6 này, 1 5,22 Phương trình thứ hai là 2 này, 20 này, 6 này, 7,47 nhân với 4 này. Phương trình thứ ba là 68 này, 68 nhân với 3 này. 14 này. Và đây sẽ là 86,76. Thì thầy ra là đây là ẩn A là bằng 0,12. Ẩn B là bằng 0,06 và ẩn C là bằng 4,74. Thế vậy thì ở đây mình có thể suy nghĩ một chút như sau. Mình sẽ có đây là muối. Muối chúng ta thì sẽ có hai muối. Muối thứ nhất là C15 H31COONA và muối thứ hai là C17H35COONA. À, muối này thì gọi là x mol, muối này gọi là y thì thầy sẽ có phương trình là x cộng y bằng à, tổng khối lượng à, tổng số mol của cái muối này thì bằng anh CO này với cả ba thằng anh CO này thì sẽ bằng này 0,12 cộng với 0,12 một gốc CO đây đúng không? Tức là một cái gốc bảo toàn gốc CO này, gốc CO này tổng cái gốc CO là 0,12 nhân 1 này cộng với 0,06 nhân 3 0,12 x 1 cộng với 0,06 x 3 và tiếp tục một phương trình nữa liên quan khối lượng muối khối lượng muối của anh này sẽ là 15 x 12 cộng 31 cộng 44 cộng 23 là 278 278 x cộng với anh này là 12 x 17 cộng 35 cộng 44 cộng 23 là 306 y 306 y và F nó bằng cái khối lượng muối mà để bài yêu cầu là 86,76 và dễ dàng mình sẽ có được giá trị của x bằng và giá trị của y bằng ở đây sẽ là 1 này, 1 này 0,12 này cộng với 0,06 x 3. Phương trình thứ hai là 278 này. Anh này là bằng 306. Cái kia là 86,76. Thì ta ra được một ẩn là 0,18 và một ẩn là bằng 0,12. 0,12 018 thì nó là C15 H31 COO NA. Còn anh này sẽ là C17 H35 nhé, COO Và đến bây giờ thì mình chỉ việc ghép chất thôi là xong. Thế vậy ở đây mình sẽ có hỗn hợp E này. Hỗn hợp E thì thứ nhất này là có phần axit. Và axit đầu tiên là C15H31 COH. Ok rồi đúng không? Tiếp tục axit thứ hai là C17H35 COH và cái anh chất béo, anh chất béo X ở đây này, cái là cái thứ quan trọng nhất ở đây. Thì chắc chắn là nó sẽ có phía đuôi của nó là C3H5. Đúng không? Đây sẽ là CO này, đây sẽ là CO này và đây sẽ là CO đúng chưa nào và ST thì chúng ta biết rồi nó là ẩn B ẩn B là bao nhiêu mol là 006 nên anh này chắc chắn là 0,06 đúng chưa thì bây giờ thầy giả sử nhé mình sẽ giả sử một chút này nếu mà ở trong này sẽ có ở đây là có hai gốc C17 H35 đúng không C17 H35 thì 006 này đây nhân với một gốc này thì bằng 006 nếu giả sử có một thêm một gốc nữa là C17 H35 làm ở dưới này nữa thì phải 0,06 nhân 2 thì bằng 0.12 0,12 nó bằng khớp với 0.12 luôn. Thế vậy thì chỗ này sẽ axit này coi như không có axit C17H35 nữa. Nên do đó mình hiểu rằng là anh X này chỉ được phép có một gốc là C17H35 thôi các bạn nhé. Bởi vì nếu mà nó chiếm hai gốc thì có phải là 0.06 2 thì nó bằng luôn 0.12 rồi. Nên do đó thì ở đây axit coi như là hết luôn, không có cả axit này nữa. Thế nên sự lựa chọn đúng đắn ở đây là có một gốc C17H35. Hiểu chưa ạ? Và đây có một gốc C17H35 thì hiện nhiên chỗ này sẽ phải là có hai gốc còn lại sẽ phải là C15H31. Đó. Vậy 0,06 mà nhân với 1 là 0,06, 0,12 trừ đi 0,06 thì đây còn sót lại 0,06. Tiếp này, chúng ta thấy rằng ở đây A là số mol axit đúng không? Axit là 0,12, 0,12 trừ đi 0,06 thì cái này cũng bằng 0,06. Và chúng ta cẩn thận chúng ta đếm lại 0,1 0,06 nhân đôi là 0,12, 0,12 cộng thêm một lượt 0,06 lên nữa thì có phải đúng là 0,18 chưa? Hay khớp rồi. Thế vậy suy ra M của X sẽ bằng 0,06 nhân M lớn của anh này. M lớn của anh này thì sẽ là bao nhiêu? 12 x 17 cộng 35 Đúng không? Cộng với anh này Là bằng à, Bảo ngoặc 15 x 12 cộng 31 Đó, Nhân 2 Cộng 44 x 3 cộng với 41 Thì bằng 834 Anh này mà lớn bằng 834 Thầy nhân với 006 Thì thầy ra được 50 x 04 50,04 gram các bạn nhé Đó Thế vậy thì đáp án của chúng ta sẽ phải là đáp án A